đưa qua đưa lại nhẹ nhẹ thôi nha. Rồi biết rồi. Cả nhà được nhiều sức khỏe nha. Quay người ta ngoài đó đi. Hôm nay đi chùa. Hôm nay Bạch Thiện đi chùa với Út Hà. Đi đi lại đi lại Phật với niệm Phật nghe cả nhà. Cả nhà thấy đông không? Cái này chùa Cổ Bảy Thiện với Ông Môn quá cả nhà. Cái này Cổ Thiện đãi ăn nha. Mấy người lớn tuổi không á cả nhà đi niệm Phật á. Đi niệm Phật. Thấy đông không cả nhà? Lớn tuổi không à? Đây là cái gian bếp nè. Bếp để nấu nấu đồ đãi cho cả nhà mình ăn. Để lại lên niệm Phật. Cái này một tháng có mùng 8 với mùng 7 nha cả nhà. Tháng vào ngày mùng 7 với mùng 8 niệm Phật 2 ngày. Cái này là cái gian bếp nè. Đây, mấy cô này làm con quả nè. Con quả. Ai kêu quá trời đông á cả nhà. Bán rẻ rẻ cho người ta niệm Phật nha cô. Hả? Bán rẻ rẻ cho người ta niệm Phật nha. Bán rẻ chứ đâu bán mắc. Dạ. Cái này là cho thật không chứ không bán. Ngon quá cô. Dạ. Quá ngon. Đây đồ chay nha cả nhà. Chào chàng Bảy Thiện con mà. Dạ. Ngon không cả nhà ơi? Chai mà chào ơi, chào cả nhà đi. Đây, Út Hà rửa chén nha. Đông quá rồi, làm tiếp mình không rồi nó tập trung lên đó để mình vào má tu cho nó rộng để người làm người ấy. Út Hà làm nhanh nhanh lại ngồi lên tu ngày cả nhà ơi. Cho nên Bạch Thiện đi quay giùm Út Hà. Lên đi. Thấy ngon không cả nhà? Cái này đồ chay không à? Quả đồng. Mấy chú ăn no ngồi lên tu nghe mấy chú, ngon mấy chú. Ngon. Quá ngon luôn. Ngon, quá ngon. Trời ơi.
ở xa đồ lại á cả nhà. Mỗi một tháng gì đó là cậu Bảy mở khóa tu, tu 2 ngày niệm Phật á. Cái chỗ này ngồi nữa mình niệm Phật nè cả nhà. Thấy không, cô bác mình chuẩn bị hồi vô khóa niệm Phật. Đây là chuẩn bị niệm Phật á cả nhà. Cái cô bác đi đông quá cả nhà ha. Đi niệm Phật tu 2017-18. Đi núi đó. Cậu Tám. Chào rất khác cậu Tám. Chào. Cậu Tám lên thuyết pháp. Cậu Tám lên thuyết trình cho bà con ta coi nghe. Quá trời đông ha cả nhà ha. Đó, thấy chưa? Bà Thiện đi quay cho cả nhà xem nha. Đây là cậu Bảy chủ trì nè cả nhà ơi. Đây là cậu Bảy nè. Cậu Bảy vô dành chỗ rồi. Bây giờ ta vô ta ngồi chỗ á cả nhà, ngồi nữa ta niệm Phật. Chúc cả nhà được một ngày nhiều an lạc nha. Thiện chúc nước trong nước ngoài được nhiều sức khỏe cuối tuần. Luôn luôn được nhiều mạnh khỏe. Cả nhà thấy được không? Tại vì Thiện có một mình mà. Sau này Bạch Thiện lên đây tu luôn. Sau này Bạch Thiện sau này Bạch Thiện không có kinh doanh nữa, mua quán nữa thì Bạch Thiện lên đây tu. Ở đây có chỗ cho mình tu luôn á cả nhà. Tu rồi ăn uống là cậu Bảy đây lo hết.
bệnh hoạn đồ, cái lúc mình ra đi thì ở đây cũng lo cho mình luôn á cả nhà, êm lắm. Bà Thiện chọn nơi này, mời bà Thiện lên đây ở. Út rửa tay đi Út. Nhưng mà đặc biệt thì nó dễ tu dễ đắc, đó chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, đó là pháp môn dễ tu dễ đắc dễ hiểu. Do vậy Đức Thầy đã giới thiệu cho chúng ta biết là về thượng giới tổ tiên của Phật, nghe không? Đến đó Đức Thầy có một Đức Thầy đã trong chúng sanh để tạo lên đầu về tự tại. Do vậy trong cái quá khứ thì nhiều anh em đạo chúng ta đã hành pháp môn niệm Phật, đã được quán sanh lưu lại xã hội một đạo đức rất là một cái người tín đồ họ học, thì chúng ta phải gắng cố gắng hành trì theo giáo lý của Thầy để khi mà chúng ta cái ngày chúng ta nhắm mắt, chúng ta được biết trước này giờ gì có hiểu không? Đây ước nguyện của chúng tôi là vậy, mà muốn được vãng sanh và muốn biết trước này giờ phải làm như thế nào, đó là điều quan trọng, chứ không phải mình làm từ thiện không thì được vãng sanh, không phải mình niệm Phật không mà được vãng sanh. Mình dẫn mình hờn là tự mình hành hạ của mình, mà tại sao mình giảm như vậy? Mình tự hành hạ mình buồn giàu sầu não, mình ăn không ngon, mình ngủ không được, là gì? Tự hành hạ đó, mình muốn tàn nhẫn đó, mình phải nghe không? Cho nên mình tự tu phải học được nha. Sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổi những tư tưởng xấu xa để gì? Thay vào những tư tưởng ông bà đạo đức, đó là mục đích của sự niệm Phật. Cho nên hôm nay nói dễ nghĩa, tôi nói sự thật quý vị, trong đạo tràng niệm Phật chúng ta 2 năm nay, tôi cũng xin thông báo với quý vị, 2 năm nay tôi chỉ chia sẻ trong môn tịnh độ, ngoài môn tịnh độ tôi không chia sẻ gì hết. Tôi chỉ chia sẻ 15 phút 20 phút, không có cái gì. Thí dụ như hôm nay tôi nói về thập tam ma, giáo lý của Đức Phật đó thập tam ma gì bằng cái tiếng. Thập tam ma là hỷ nộ ái ố ai thụ dục. Quý vị mình còn nhớ gì không? Nói ra rồi cũng quên, đúng không? Mà chỉ có 6 chữ này là nhớ, là Nam Mô A Di Đà Phật, có ai quên không? Vậy thì bây giờ tại sao cái câu này dễ nhớ mà mình không chịu thành? Cho nên tôi mong rằng quý cô bác chúng ta, cái thời hạ quan một pháp của chúng ta, ráng cố gắng hành trì pháp môn niệm Phật, để rồi khi bỏ xác chúng ta được tỉnh táo, được biết trước này rồi để bản sanh về đây tôi đã thực hiện đúng theo lời chỉ dạy của Thầy. Nếu ai giữ lành trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương, an dưỡng học đạo hoàn toàn trở lại quý chúng ta. Câu này có điều anh em Phật đạo nói thôi, tôi trở lại ta bà tôi nghe tôi sợ thông báo với tôi bác. Tôi xin chia sẻ 2 điều. Điều thứ nhất, chúng ta trở lại ta bà vì nghiệp lực nó lo kém, nghiệp lực nó lo kém. Còn Bồ Tát trở lại vì hạnh nguyện thì không còn nghe lời, mà muốn trở
nhất địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát cho đến lục địa Bồ Tát. Lục địa Bồ Tát